Cảm ơn quý vị đã chờ đợi và đón xem chương trình VATV. Kế tiếp, Quý Châu xin gửi đến quý vị chương trình Hội Thánh Tin Lành Baptist Phục Hưng do Trần Quang Thành thực hiện. Xin kính mời quý vị theo dõi. Kính thưa quý khán thính giả của đài truyền hình FPTN, trong chương trình Hạnh Phúc Từ Đâu do Hội Thánh Tin Lành Baptist Phục Hưng tại Phôn Chết Việt Nha thực hiện hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi tiếp phần phóng sự của chúng tôi với ban IK của Hội Thánh Tin Lành Baptist Phục Hưng. Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát hành lần trước, chúng ta đã nghe một số cảm nghĩ của các anh chị em là thành viên trong ban IK. Theo lời trình bày của các anh chị, thì hầu như mỗi tháng đều có người mới để cầu nguyện tin nhận Chúa qua chương trình IK này. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một vài tín hữu biết đến Chúa Giêsu qua hoạt động của ban IK. Đó là những người đã mở lòng mình cầu nguyện tin nhận Chúa Giêsu tại khu thường xá NNA. Khi nghe ban IK tôn vinh Chúa, trước khi chúng tôi trò chuyện với một vài anh chị em trong ban IK, chúng tôi xin kính mời quý vị thưởng thức một bài hát do ban IK thực hiện. Xin mời quý vị. Chúng con cảm tạ Chúa và ngợi khen danh vinh hiển của Ngài. Ngợi danh Jehovah. Ngợi danh Jehovah trên tầng mây. Chào em, xin em cho chúng tôi cũng như khán thính giả của chương trình truyền hình SBTN biết được tên, cũng như xin em lên tiếng chào khán thính giả của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Chào mọi người, mình là Phương Nguyên. Cảm ơn em. Câu hỏi mà chúng tôi muốn gửi đến em buổi sáng hôm nay là xin em cho chúng tôi biết cơ hội nào em biết đến những sinh hoạt của ban IK này và lý do em tin nhận Chúa. Chào mọi người, Uyên vừa làm lễ báp têm vào tháng 7 năm 2016. Đối với Uyên, việc tin nhận Chúa và biết tới Hội Thánh Phục Hưng có là cái duyên trong cuộc đời của Uyên. Hội Thánh Baptist Phục Hưng có chương trình IK vào sáng thứ 7, tuần thứ nhất và tuần thứ 3 mỗi tháng. Lúc đầu Uyên chỉ hơi tò mò và hứng thú khi ngồi nghe cô chú hát những bài ca về Chúa. Nhưng sau đó Uyên tự hỏi, tại sao các cô chú lại có thể say sưa và chăm chỉ hát những bài ca ta tụng về Chúa Trời của mình như vậy? Dù đó là ngày mưa như ngày hôm nay, hay trời đẹp, hay giữa mùa đông tháng 2. Sau đó Uyên được nghe những lời chia sẻ của ông mục sư, những lời tâm tình của các cô chú trong hội thánh. Uyên dần biết rằng, sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời là một phước hạnh cho mỗi con người.
Uyên bắt đầu học cách cầu nguyện và cảm nhận cuộc đời mình thật là may mắn khi được sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Uyên hy vọng trong cuộc đời của mình luôn luôn được đi dưới đường lối và sự chỉ dẫn của Ngài. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn em và những lời tâm tình của em. Em có thể cho chúng tôi biết là em cầu nguyện tin Chúa tại khu thương xá Eden này hay là em đến nhà thờ để cầu nguyện tin nhận Chúa? Dạ, làm ở tại thương xá Eden. Tức là em làm tại cầu nguyện Chúa, tin nhận Chúa tại thương xá Eden. Và em có thể cho biết rằng nếu có cơ hội thì em có sẵn sàng tham gia với ban IK này không ạ? Rất hân hạnh ạ. Cảm ơn em rất là nhiều. Kính thưa quý khán thính giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Phục Hưng, ngoài chương trình phát thanh Con Đường Vĩnh Phúc, chương trình truyền hình FPTN, Ban IK, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Phục Hưng còn có chương trình Food Pantry, tức là tham gia với Hội Thánh Mẹ Columbia Báp Tít Church mỗi sáng thứ bảy để phát phước cho đồng hương người Việt của chúng ta trong vùng. Và trong nhân dịp đó thì Hội Thánh đã gặp được một người và người này mở lòng tin nhận Chúa. Ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh được mời Chúa đến đây để trò chuyện cùng chúng ta. Xin cảm ơn Chúa đã nhận lời mời của chúng con và xin Chúa cho chúng con biết tên của Chúa là gì và Chúa cũng ngỏ lời lên tiếng chào khán thính giả của chương trình truyền hình FPTN. Dạ, tôi tên là Thông Đỗ. Kính chào quý vị khán thính giả có mặt hôm nay. Dạ, cảm ơn Chúa. Chú đã đi ra Food Pantry để rồi chú lãnh phước và sau đó chú gặp một vài thành viên trong hội thánh và chú tiếp nhận Chúa. Chú có thể cho chúng tôi cũng như quý khán thính giả biết cái linh trình chú đến với Chúa như thế nào không ạ? Xin mời chú. Food Pantry làm mở đường cho tôi đi vào tin Chúa là vì có dịp tình cờ tôi đi ngang khu Eden này thì tôi nhận được một tờ truyền đơn giới thiệu về Hội Thánh Báp-tít Phục Hưng và có phát Food Pantry. Thì tôi đến đó tôi lãnh Food Pantry thì gặp cô Vân. Cô Vân là người của Hội Thánh thì cô có giới thiệu tôi và cô có đến cùng với ông bà mục sư Trần Nhật Thăng đến nhà tôi thăm viếng và rao truyền lời Chúa. Cho nên tôi suy nghĩ nhiều lần và tôi thấy rằng con đường Vĩnh Phúc và con đường đi theo Chúa đúng đắn, nên vợ chồng tôi gặp gỡ tôi cô Phương đã chấp nhận và đi theo Chúa từ đó tới nay cũng được mấy tháng qua. Xin cảm ơn hết. Xin cảm ơn chú rất là nhiều. Kính thưa quý khán thính giả, Hội Thánh Tin Lành Baptist Phục Hưng qua sự bảo trợ của Hội Thánh Mẹ Columbia Baptist Church cung cấp những dịch vụ sau đây để giúp đỡ đồng hương. Thứ nhất, dạy tiếng Anh, ghi danh 30 đồng một lần, có 6 trình độ, từ không biết gì đến nói thông thạo, có lớp buổi sáng thứ 3, thứ 5, và lớp buổi tối thứ 2, thứ 3, dạy kèm các em ở trình độ tiểu học, tối thứ 5, ghi danh 5 đồng một năm. Cố vấn pháp luật, thứ 7 cuối tháng, cần xin hẹn trước, miễn phí. Cung cấp thực phẩm miễn phí sáng thứ bảy từ 9:30 đến 12:00 trưa. Giữ trẻ em từ 18 tháng đến 4 tuổi qua Trung tâm Phát triển Thiếu Nhi. Chi phí tùy theo số giờ, số ngày giữ trong tuần. Học thần học tại John Leland Center từ Diploma đến Master of Divinity. Để biết thêm chi tiết, xin gọi điện thoại cô Trúc Nương Brown số 703-850-1720. Kính thưa quý khán thính giả, vì thời gian phát hình của chúng tôi có giới hạn, cho nên chúng tôi xin tạm chấm dứt
phần phóng sự với ban IK tại đây. Và chúng tôi xin tiếp tục trở lại với quý vị trong chương trình lần sau qua đề tài nói về Food Pantry của Hội Thánh Tin Lành Baptist Phục Hưng. Chúng tôi xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc. Xin kính chào. Đời người rồi quá mau, thân con ta từng ngày. Lời Ngài là sức sống, con luôn tin kính mến. Lạy Chúa, thân con mong tìm thánh nhân, tháng ngày an bình, xin Ngài khấn Cộng đồng người Việt Detroit trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự chương trình ca nhạc dạ vũ Cảm ơn Anh lần thứ 9 2016 sẽ được tổ chức vào lúc 7 giờ chiều đến 1 giờ sáng ngày thứ Bảy 19 tháng 11 2016 tại MRCC Banquet and Convention Center 23401 Mount Road, Warren, Michigan 48091 với sự góp mặt của hai danh ca Hoàng Thục Linh và Quốc Khanh. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Đỗ Hiền 734-341-3190 hay anh Trần Định 313-574-9050. Nước cốt phở Marmala Kitchen là sự kết hợp hài hòa giữa hương vị của tủy bò và xương ong, nguyên chất thơm ngon không chất bảo quản. Chỉ cần nửa gallon nước sôi cho một gói nước cốt phở là gia đình mình sẽ có ngay 6 tô phở tuyệt hảo. Marmala Kitchen thơm ngon đầy đủ dinh dưỡng. Còn chần chờ gì nữa, hãy tìm ngay nước cốt phở Marmala Kitchen trong các chợ người Việt tại Houston. Nước cốt phở Marmala Kitchen là sản phẩm đầu tiên độc quyền có mặt trên thị trường Mỹ và đã được USDA chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Marmala Kitchen không chỉ có nước cốt phở mà còn có chả giò thịt heo đặc biệt thơm ngon tiện lợi, không có sản phẩm nào so sánh kịp. Marmala Kitchen quá ngon, quá tiện, quá đã. Mừng sinh nhật Teletron Dallas LA Corentown Monterey Park, khắp 11 chi nhánh Teletron đại hạ giá đến 80% off, tặng quà giá trị. Mua trên 1.000 tặng Face Massager Made in Korea, mua trên 2.000 tặng 3 chai shampoo dược thảo Hàn Quốc, mua trên 3.000 tặng Clean Shower Made in Korea, mua trên 5.000 tặng bộ nồi thủy tinh cao cấp của Pháp, mua trên 8.000 tặng Apple iPad Mini 2, mua trên 10.000 tặng Apple iPad Air 2. Kềm nghĩa cao cấp Omi đặc chế từ Stainless Steel Japan, tinh xảo bền bỉ, giúp làm nhanh thu lợi nhiều, giá đặc biệt cho thợ nail chỉ có tại Teletron. Karaoke, Lobo, Sona, máy rung tăng mở giảm cân bớt 1.500, bàn ăn giường ngủ sofa da made in Italy 35% off, trả góp đến 4 năm không tiền lời. Nệm Grand Bed Tempur-Pedic 156 đồng một tháng, nệm bờm ngựa Magniflex 100% Italy 188 đồng một tháng, Inada Medical Chair làm tại Nhật 183 đồng một tháng, hoặc trả góp 1 năm được tặng TV Sony 55 inch. Happy Anniversary Teletron kính mời 877-892-6999, 877-892-6999. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của VATV xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an bình và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.